Lái xe khai tên rồi đi ông ơi. Ê, lái xe. Tên gì ạ? Trung. Tên gì Trung? Nguyễn Công Trung. Có chứng minh, có giấy tờ đi đây không? Tao đây không? Chứng minh đây không? Có. Đi, em đọc cho. Có chứng minh thư thì bỏ ra chứng minh ra. Bây giờ kể cả bình thường tối đêm mình vẫn kiểm tra qua quá trình mình phải kiểm tra luôn, kể cả chứng minh thư yêu cầu phải có. Nếu không xuất trình giấy tờ giấy phép lái xe thì phải xuất trình chứng minh thư. Khai luôn, đọc gõ họ tên luôn cho ông luôn. Khai tên cứ lấy chứng minh thư xuống. Alo ạ. Cứ đứng dịch ra cho các ông làm việc đi. Đó. Quá nửa đêm rồi, quá 11 giờ rồi, bây giờ cả 2 giờ bao nhiêu rồi, 2 giờ đêm rồi. Kiểm tra hành chính này luôn là ai đứng ở đây, việc gì. Đấy, các đồng chí đang đòi kiểm tra hành chính tôi không ạ? Mà trên người giờ khoảng tầm 5 loại giấy tờ cho nên là cứ vô tư. À, lúc nãy máy thớt hết pin. Rồi, chứng minh thư rồi. Ký quyết định niêm phong cẩu xe anh em ạ. Đây toàn biển 99 thôi không ạ? Toàn 99A biển xanh, 4 con biển xanh cảnh sát giao thông. Nó khoảng trên dưới chục đồng chí áo xanh áo vàng các kiểu. 4 con xe cảnh sát giao thông đều biển 99. Lập biên bản rồi, xong rồi, bây giờ đang ký quyết định niêm phong thôi. Đấy, biết có chuyên đề hay không, chả biết. Xin được tính sau. Bây giờ chuẩn bị đến lượt kiểm tra nhân thân và giấy tờ đây. Ô, sao đang viết lại đi đâu rồi? Cứ đứng ở đấy. Ông đứng đấy không phải. Chuyện trò làm gì giờ. Cứ lập biên bản giải quyết bằng văn bản giấy tờ. Chết mẹ, xe đỗ xả quá. Tít dưới đường nàng các anh ạ.
À, ông em ơi, trực tuyến đi để anh ra xe cái. Không có xe đi bình thường. Lại đòi thật sự. Con tới một cái gì đâu, xe nào anh? Xe nào? Con xe nào qua chỗ rồi á? Tầm này tiếp tiếp viện gì nữa Nhân Minh? Làm gì? Xe con đi rồi ạ. Cũng bình thường thôi. Đang lập biên bản niêm phong cầu xe. Biết là phải bình tĩnh. Nhân Minh à. Mệt rồi, không ai nói với ai câu nào nữa các bạn. Vừa em đi qua vẫn thấy đúng mà. Nhiệt độ bây giờ cũng đang hạ hơi thấp. Nghe vẻ cũng lạnh. Anh Trường, anh đang đi cất xe các cụ. Em đang ngồi chờ mấy các bác lập biên bản để niêm phong cẩu xe cho anh em về. Tương đối là muộn. Mỗi người một bên. Biết đi đâu hết rồi, sắp đến cái giây phút cẩu xe mà lại vắng mặt hết rồi. Tập phải đánh ngủ chứ. Nháy nháy các kiểu. Đứng ở gần lái xe thôi, đứng gì? Mình đi về xe đỡ lạnh anh ạ. Về. Đi về một xe anh ạ. Xe ngồi mát. Để xe ngồi cho nó ấm áp các cụ. Nghiên cứu biên bản này hơi lâu rồi các cụ ạ. Em cứ thế lôi ra, lôi lại, nhìn đi nhìn lại mà vẫn chưa viết xong. Xe ngồi đi anh.
thế ngồi cho nó ấm. Để anh cho quần áo vào đây. Hả? Đây. Điện anh trường. Tối này vì chỗ mà biết bảo không có đèn. Chúng ra đây mình ngồi cho sang. Đèn hết đầy rồi. Đèn tắt à? Chị mẹ giờ thế này thì chấp nhận nhỉ. Năm ăn năm thôi. Trời lạnh này hết rồi. Bây giờ lại còn đang đòi kiểm tra chứng minh thư nhân dân các kiểu. Có kiểm tra được không anh Hoài? Anh Hoài. Có chứ, qua 12 ra đây kiểm tra. Chung làm gì? Dọn quần áo. Sao vậy? Em lên xe. Cái này là bốn em không chắc. Chậm quá rồi các cụ ạ, chẳng ai tranh luận nữa. Bờ người thì đi sang bên kia đường, người thì đầu, người thì cuối, người thì lên cabin. Chẳng ai nói chuyện với ai. Đây có bốn anh em này, anh Trường anh vừa ra chỗ xe, anh cất xe. Anh gọi là bỏ được biên bản nhưng mà chắc là lại thủ ý tiếp. Thủ ý lâu. Đi xe con này đó. Không, không à. Vừa đi xe con đen lên. Nãy à? Nãy hôm nào xe con đen nó đổ dưới đường. An tạm cái đèn này. Tranh luận 3 tiếng đồng hồ giờ em tương đối là mệt rồi. 5 tiếng. 5 tiếng rồi. Ờ, 5 tiếng rồi. Tương đối là mệt. Các bác ấy cứ bước qua đời nhau. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Năm tiếng rồi, 3 giờ chưa? 2 rưỡi chưa? Bây giờ 2:26 24. Có cái biên bản lập lâu quá các cụ. Giờ cấp trên còn đang ngủ. Mẹ ngồi nhiều. Đúng, đêm nay anh em xác định là đến cùng rồi các cụ ạ. Vừa nãy là có mấy ông ngủ bài nhỉ? Ba này rồi. Hai. Hai. Không biết bờ có tăng cường thêm đến giờ đến là có hai. Thôi, chào 58 cụ. Các cụ vẫn chưa ngủ. Chắc em phải gọi 145 ấy. Vẫn đồng hành cùng anh em. Cảm ơn tất cả các cụ nhá. Không, giao thông có gọi cho mình rồi. Vâng, anh cứ nói đi, em vẫn ở xa mà. À, các cụ chia nhau ra xem live stream. Lúc nãy có một mình em live stream nên là đông. Biển số ở... Cảm ơn tất cả anh em. Live của anh Trường. Em cũng có. Có anh người xem bản đá. Có của anh Trường và nick của anh Hoạch là đang live. Máy em thì lại đang hết pin.
đêm hôm gì hơi hơi ấy nhờ mà không kéo được đúng không? Dạ. Cái xe này mình sau thay lốc kê. Đấy. Bó cứng rồi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. 2 giờ sáng rồi anh em vẫn chưa ngủ, vẫn đồng hành cùng em. Cảm ơn anh Trường với anh Hoạch đích thân từ Hưng Yên lên tận đây, nhưng mà vẫn không thấy mấy bác công an nói gì. Đấy, lại một bác nữa sang đường. Đấy, đấy, đấy. Đêm hôm nguy hiểm thế này, đi sang đường là nguy hiểm. Ra vào. Đang lập biên bản rồi các bạn. Nãy không có diễn biến gì nên là em chưa live stream, chờ đến bắt đầu có ấy thì em mới live stream. Giờ đang lập biên bản. Không nên làm phiền các cụ rồi, ngủ muộn quá. Em cảm ơn các cụ nhá. Thật sự là đến giờ này thì cũng không còn gì phải lăn tăn nữa rồi các cụ ạ. Cứ có các cụ đồng hành thì em làm đến cùng vụ này. Đây, anh Trường đã về. Anh em vẫn chờ anh. Ô, thế chưa xong biên bản à? Chưa thấy gì nữa. Lại dừng hình nữa, vẫn là một bản tí rồi. Chú ra đây để anh nhớ xe. Cứ ra ngoài đứng bên kia để ý. Xe anh để. Đấy. Xe để bên ý đấy. Vừa nãy có xe con của ông nào không biết qua đây định đỗ lại này. Đấy đúng rồi. Không biết là người mình hay là người địch. Chà, mấy tiếng đồng hồ không xong biên bản không ạ? Kinh thật. Không hiểu trình độ nghiệp vụ ở đâu. Anh ơi, tình hình xong chưa để cho lái xe anh em ký biên bản đi? Xem là để còn niêm phong niêm phiếc về cho anh em cho đi ngủ cho dễ. Ô, có chứng minh đấy rồi anh. Giả rồi, tôi giả rồi. Thế nào nào phải có ông ký nữa mà. Không ký nữa. Cái tờ giấy lúc nãy nập biên bản rồi, nập đâu ghi vào. Lái xe em ơi. Ông em ơi. Em ra ngoài gọi lái xe đi. Ông em lái xe ơi. Khổ. Chả họ hàng gì với anh em cơ ông ạ. Thế mới đều gì. À, đưa chứng minh cho cô ông em ơi. Đưa rồi mà. Ơi, sao lại bảo giả rồi. Đâu chào. Cầm chứng minh thư không? Chứng minh đâu? Khổ lắm. Từ đấy rồi, bảo rồi làm nhanh lên để còn đi ấy nhưng chả thấy gì cả các ông ạ. Lúc ấy lấy chứng minh nập rồi xong bây giờ lại đòi hỏi chứng minh tiếp các ông ạ. Ừ, đẻo thật.
Vâng, lúc nãy lấy chứng minh ghi họ tên tuổi thì như lại lập cái biên bản khác hay sao? Ô em mà ra trông xe anh cái thì mẹ cụ nó lại có thằng nào nó làm đôi nốt của anh mệt lắm. Đâu. Ui đông lắm. Nập xong rủ đi ăn đêm đông lắm ông ạ. Chịu. Mẹ xe em đi lên với anh em vứt con mẹ ở dưới ruộng luôn. Tít đằng kia ông ạ. Đường cao tốc không cho đỗ xe. Khổ lắm. Đêm hôm không ngủ được. Đúng rồi. Nó. Đâu em có nói gì đâu. Từ nãy chưa một câu văng tục nào bác bảo em văng tục. À, tí anh em lên đây đi làm nồi nẩu nhỉ? Khổ lắm không ạ, các bác ý từ nãy giờ cứ loay hoay cái biên bản mà mấy tiếng đồng hồ rồi tôi chưa thấy nạp xong biên bản. Tem niêm phong có sẵn rồi, bây giờ chỉ cần ra dán vào bịch phát vào là xong. Biên bản viết xoẹt xoẹt như anh em mình viết không quá 15 phút. Đây lái xe đây. Ôi giời tối lắm, không thấy gì. Xe mình mấy chục cửa mà anh. Khoảng tầm 5 tiếng rồi. 10:36. Ui, chắc chắn nó phải niêm phong hết các chỗ rồi. Em thấy tập niêm phong dày lắm. Anh em cứ từ từ rồi coi. Phim còn dài từ giờ đến sáng. Đúng rồi, tem niêm phong dấu má đầy đủ lắm. Yên tâm. Đâu, ở đường cao tốc mát mà không nóng đâu. Bảo ông em ra trông xe và em ra em ngó cái xe của em cả nó tháo mẹ mất đôi nốt chết.
Không hiểu có 3K đang xem à? Điêu, Doanh Nguyễn này điêu. À không, ở đây thì không có những thành phần vì miếng cơm manh áo rồi ông ạ. Không như mấy ông Hưng Yên vì miếng cơm manh áo đâu. Ông Hưng Yên đang lỗi. À đây, các đồng chí vẫn đứng đầy đủ, chưa ai về đi ngủ. Kể cả bên xã, bên ấy đầy đủ hết đúng không ạ? Công an xã giờ cũng chính quy hết, cho nên anh em cứ yên tâm là không có thành phần vì miếng cơm manh áo như mấy ông Hưng Yên được. Được đấy ông Duy Vũ ạ. Nhận kèo nhá Duy Vũ nhá. Ông em ơi. Chắc ngồi ngoài lạnh lắm. Hả? Anh đưa luôn không? Có đồng chí công an xã đang ngồi đấy đúng không? Em không biết. Em không có ai à? Đường. Thế thì từ từ ở đây nhá. Em ngồi xe ngồi ngoài lạnh. Đây nút mở rồi, biết rồi chứ. Rồi. Ừ, đi sang đường cẩn thận. Bây giờ từ nãy giờ em bây giờ em lại thấy máy quay cầm tay. Úi anh em đẹp trai. Đấy, cười cái. Đấy. Úi gì đang quay em các bác. Cái mở được ra là tính được cửa gì anh? Việc các anh Niêm Phong cứ để các anh Niêm Phong. Còn đâu hiện trạng xe mình như thế nào là cứ để đấy im đấy. Không phải sợ cái gì. Việc không Niêm Phong hết mất mát hay là hư hại như thế nào là các anh phải chịu trách nhiệm. Ướt không anh? Cái vấn đề không ướt thì mai về lấy bạt phủ thêm. Đấy, đang máy quay cầm tay soi đèn pin cho sáng. Hải Đăng ơi, tí nữa vào lại bài viết trong nhóm nhé. Không, đây mấy máy cơ, em không sợ cái chuyện động chạm mà ngã đâu. Nói chung là vụ này vui đấy anh em. Cứ từ từ, phim còn dài. Ừ đúng rồi, Hưng Yên lên Dân Trí rồi. Thôi ông Trịnh Tuấn cứ xui dại rồi ông Trịnh Tuấn. Rồi yên tâm, cái vụ yên tâm bác Lê Xuân Chính nha. Khổ thế đấy, 3 giờ sáng nồi sách chờ đọc. Ông em ơi, máy đầy pin chưa? Dạ. Đầy pin chưa? Hả? Cẩu xe quay. À, đấy bao giờ cẩu xe quay.
lái xe ra làm việc đi thì em ơi. Mấy em ký biên bản. Đọc kỹ nhỉ. Đây không có giấy phép lái xe này, không có giấy đăng ký xe và không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật. Đọc to lên. Đọc kỹ đi em nha. Chữ đẹp quá em đọc được. Ở trên núi có được đi học không? Không, em đọc kỹ vào. Không có giấy phép lái xe này. Không có giấy đăng ký xe này. Điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Em ơi, có ba ra mời mấy anh em công nhiệm vụ ra mời ra ngoài đi. À không, đây em đứng rất xa, khổ lắm. Em ơi, đọc kỹ biên bản trước khi ký nhá. Em ghi vào cái phần ghi ý kiến người vi phạm đấy, không công nhận lỗi cho anh. Ghi vào phần ý kiến người vi phạm ấy. Khổ lắm, ông em bảo ông em không đọc được mà chuẩn bị giờ các ông ấy đang gọi 113 đuổi tôi ra ngoài ông Quân ạ. Hả? Em gì? Bây giờ không, bây giờ em bảo anh ấy đọc cho, em không đọc được chữ anh viết, anh đọc cho rõ ràng. Sao lại không... Em cứ bảo anh đọc to thôi. Tôi không cản trở bất kỳ một điều gì của các anh, đúng không? Ra đây nói. Đây là bên này. Ra đây đi. Vâng, em xin phép anh nhé. Em cũng không cản trở. Em đây, em chỉ đứng đây để em giám sát thằng em để cho nó làm việc. Em không cản trở, em không gây rối hoặc em không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới các anh. Cho nên là em được phép đứng đây. Vâng. Cảm ơn các anh này. Đây để người vi phạm làm việc nhé. Dạ vâng. Đứng xa để làm việc. Để chỗ khu vực này anh em đang làm việc ở đây. Mời hai anh em ra. Anh em đang được rồi, để em nói chuyện qua mình lái xe nhé em nhé. À, xin phép anh nhé, cho em gọi em lái xe ở đây cái. Em bảo đọc to này, em cầm cho anh cái máy này. Bảo tự cầm cái máy này quay về đấy cho anh, bảo ông đọc to lên. Sau đó là ghi vào cái phần ý kiến người vi phạm ấy, không công nhận lỗi nhá. Xong em ký tên cho anh, không phải giải thích trình bày nhiều. Cầm cái máy cho anh. Ở đây là đây cho em mượn bút, anh đọc lại cho em này. Cái này tự anh tự đọc. Đây, văn bản. Ôi em không. Để tôi nói anh chữ, này. Chữ của anh viết xấu như này em không đọc được. Biên bản này nó có hai liên, em hiểu chưa? Hai liên giá trị như nhau. Có nghe là liên một nó hình chữ nào thì liên hai như thế hết. Nhá, mà biên bản của anh là một. Không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Em chủ xe em cứ đứng ra ngoài đi. Bọn anh làm việc với lái xe. Bọn anh làm việc với lái xe. Em cứ đứng ra ngoài, lái xe đứng ra ngoài. Còn đây là kiểm định của anh. Mấy tỷ? Đây này, đây mời anh ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Em cứ ra ngoài đi. Ở ghi ý kiến người vi phạm cho em ơi. Đây em ký xong em ghi. Đông ghi xong rồi ký. Anh ngồi cái bút nào khác không? Bút trả giá một cái. Đây, 2 bút đây. Ghi vào phần ý kiến về vi phạm. Ký, ký, ký. Tôi không đồng ý với lỗi trên. Ký chấm xong ký tên mình vào cuối. Hỏi lái xe, bây giờ lái xe không có gì tờ.
tôi không đồng ý với nỗi trên. Chấm. Ký tên sát vào cái chỗ dấu sát chấm ấy. Chỗ dấu chấm đấy. Nếu mà không có không đồng ý nỗi trên thì xuất trình giấy tờ ra. Cứ ký vào đây là biên bản làm việc chứ không phải là cái giá trị xử phạt. Đây là thể hiện biên bản làm việc cơ mà. Đây ai em ký rồi. Em ký cái này. Đây ký cái này đây em ơi. Hay là cái gì đây anh? Biên bản tạm giữ giấy tờ. Phương tiện. Phương tiện. Không phải đọc tiếp đâu, đọc to lên cho tôi nghe nó nhá. Đây biên bản tạm giữ phương tiện xe của anh thôi. Không có gì cả. Căn cứ điều 4 khoản 4 đây, điều 125 luôn. Phương tiện đây có đúng phương tiện của anh không? Tạm giữ 01. Xe ô tô tải biển kiểm soát. Biển kiểm soát không? 98C 7790 đúng không? Đúng xe chưa? Thế thôi thì đồng, cái này tạm giữ phương tiện ở đây ký đấy. Đúng rồi. Ừ. Đâu rồi? Thật, xe thật gì đâu. Còn hàng hóa chứ xe của em. Bây giờ hàng hóa trên xe của em thì anh ghi như này thì có mỗi ghi mỗi tạm giữ phương tiện thôi. Hàng hóa trên xe của anh thì các anh tự quản lý. Tôi bàn giao. Không được. Như nào giờ mang xe vào đấy. Cân tải trọng xong thì bọn em cho chuyển sang giấy tờ. Cho hàng đi luôn. Chứ tôi không tạm giữ gì cả. Đây. Thôi được rồi, cứ để cho các ông làm việc đi, dán niêm phong, còn dán niêm phong nữa mà. Cái xe ký vào niêm phong đấy. Không, không, biên bản niêm phong. Em ơi. Ký được cái danh nhận bây giờ có trên xe, cả hàng hóa trên xe. Ghi rõ vào đấy cho em hàng hóa trên xe đấy. Bây giờ niêm phong xe phải hàng hóa trên xe mình. Bây giờ về mà mất hàng thì ai chịu cho bọn em? Là thế là ông chịu đấy. Em giờ em có bán mấy lô đất cũng chả đủ mà đền mấy tỷ tiền hàng người ta bây giờ không mà là hàng hóa tự quản lý mà trong khi đó các ông niêm phong xe. Nói như kiểu đùa. Không ghi hàng hóa cho em rồi. Không ghi hàng hóa, không đồng ý ký đâu. Chở đi mà quyền của anh, trước khi anh đưa xe vào cân, các anh có thể chuyển hàng hóa của anh, tôi có giữ đâu. Thế bây giờ? Bây giờ là như này anh niêm phong xe thôi. Bây giờ các anh chấp hành cho xe đi cân. Bây giờ chúng tôi có thể. Bây giờ anh niêm phong xe bọn tôi đúng không? Xe của chúng tôi. Thì bây giờ cái hàng hóa, cái xe pháo, tất cả bây giờ trách nhiệm là của các anh. Chứ làm sao các anh bảo là chúng tôi tự quản lý được. Đấy, tức là quản lý là các anh có thể, các anh chấp hành cân xong thì các anh có thể tới, các anh đưa chấp hành thế nhưng hàng. Tôi sẽ, chúng tôi sẽ chấp hành cân. Chúng tôi chấp hành cân. Sẽ chấp hành cân nếu như các anh đầy đủ những cái gì chúng tôi yêu cầu. Bây giờ các anh nói đùa. Chưa có hàng hóa ở trong không ký cái ý em đang ký dở nhưng mà nghĩ đến là chưa có hàng hóa. Anh gọi em cái anh công ơi. Bây giờ hàng hóa không chịu trách nhiệm thì làm sao mà nghe được. Xe thì niêm phong. Xe còn cái xe tàu này thì đã mờ tiền. Em ơi, lái xe đi vào nhá, họ những ai chứng kiến là ghi rõ họ tên vào số chứng minh nào sau này đưa nhau ra tòa còn có cái cơ sở nhá. Không tìm các ông làm chứng như tìm chim đấy. Xem rõ chứng minh của người hoặc là giấy tờ tùy thân của người làm chứng. Sau này có đưa nhau ra tòa đi chăng nữa thì còn có cơ sở. Chứ không biết ông A, ông B lúc ấy biết mặt ông là ai. Ký vào biên bản niêm phong thì phải là cả hàng hóa của mình trên xe. Có giữ luôn giấy tờ xe không? Khách quan thôi. Anh. Có giữ luôn giấy tờ xe. Không, giấy tờ xe cầm về.
Đâu giấy tờ xe đâu đưa anh. Đâu đưa anh muộn rồi. Lên xe đấy đấy. Nên lấy cái áo đen anh giấy tờ xe mà xe anh ra ngoài hút thuốc em ơi. Xe có ví anh nhá. Đã ký đâu các ông ơi, chưa ký. Anh ký là quyền của anh thôi. Tôi mới ký cái lái xe mới ký. Chết mẹ còn 10% pin. Ký là quyền của anh thôi. Mới ký biên bản vi phạm thôi chứ còn chưa ký vào cái biên bản niêm phong. Ký là quyền của các anh, còn chúng tôi đã có đủ lực lượng làm chứng và người chứng kiến. Chứng kiến mà công nhận em là xe em nó có hàng anh nhìn. Nói chung là các ông bảo là ông nai đi, ông nai cho anh em đi. Anh em ơi, tình hình là máy tôi còn có 10% pin bây giờ vào nai của chủ xe nhá. Tôi bây giờ ủa họ quá lạnh quá sương xuống. Giải quyết đi để anh sạc pin cái. Khổ lắm là đưa máy cho ông lái xe thôi. Anh ơi, cho em quay cái anh làm chứng cái để sau này còn có cái cơ sở. Mời anh ra ngoài đi, anh không nhìn ra đây. Anh không quay, mời ra ngoài. Em ơi, em quay cái anh làm chứng đi, sau này còn cơ sở đưa nhau ra tòa. Bảo anh cho xem chứng minh luôn, ghi rõ địa chỉ vào đấy luôn. Mặt, anh chứng minh anh ký biên bản rồi đấy thôi. Anh đứng ra ngoài đi. Mời em lái xe làm việc. Em lái xe mà em đang làm việc mà. Anh làm việc anh nhá. Mời anh ra ngoài. Tí nữa mời anh vào làm việc sau anh. Quay anh làm chứng. Khó quay rồi. Nhưng mà tối quá chẳng nhìn thấy rõ mặt. Chờ đi về thôi. Tao đưa máy đi anh quay cái giấy tờ lần cuối cái xong là để anh hết mẹ pin rồi. À. Em đây. Alo. Đấy, đi anh ơi. Đi ra đây, ra đây, ra đây. Nói đi. Đây nhá, giấy tờ vẫn ok đây nhá. Cứ cứ để cho các ông quay. Chả ảnh hưởng gì cả. Đây giấy tờ vẫn đầy đủ, thế nhưng các ông không cho xem chuyên đề hay là kế hoạch hay là một trong năm cái trường hợp dừng xe. Đấy. Bảo hiểm đây. Bảo hiểm này. Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự đây. Trách nhiệm dân sự này. Đấy, đăng ký em cho anh xem cái ngày cái xem nào. Đấy. Đấy, ngày hết hạn, ngày còn hạn đây. Ngày rồi. Hết hạn là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Đúng rồi. Đây. Rồi vẫn còn nguyên nhá. Mới làm xong đúng rồi. Rồi ok. Có giấy tờ nhưng các anh không sẽ không xuất trình. Chưa xuất trình. Sẽ không xuất trình. Lạnh quá các cụ à. Em mặc mỗi cái áo cọc này anh em nó áo khoác này không bảo tụt tụt hơi. Lấy áo không? Nóng đến nơi rồi. Ôi em còn mấy phần trăm em một bát em cũng múc nốt thôi. Tí sập nguồn. Và múc kia. Mất bảo hiểm đi. Thừa. Cảm ơn em. Lại là em đây. Rồi. Mẹ có khả năng trúng gió, sườn hướng trúng gió rồi các bác ạ. Phải đâu anh hút nhiều thuốc lá quá. Em đang thế. Đứng từ 10 giờ đến giờ. Em ơi ra quay chưa, đi. Chưa xong rồi ạ. Cứ sập vào đấy. Xong thì lái xe
Sao anh? Anh nói đi. Đã lái xe xong ký vào biên bản. Vâng. Em sẽ ký, nhưng mà còn số lượng hàng ở trên xe của em bây giờ hiện tại em chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng luôn, các anh có thể chuyển hàng đi luôn. Đấy. Không thôi, được rồi, các anh cứ niêm phong vào. Cứ niêm phong xe vào, các anh cộng về bãi. Đâu cái vấn đề hàng hóa hay là bởi vì trước khi các anh niêm phong là bọn em đã giao toàn bộ hàng hóa cho anh rồi. Bọn em không được phép động xe nữa rồi. Thì anh cứ làm đúng quy trình thôi. Anh không giữ, các em hoàn toàn có quyền để chuyển hàng hóa trước khi các em chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng xe. Có nghĩa là bây giờ anh cứ niêm phong vào, mà đã niêm phong là bọn em đã không có trách nhiệm gì về cái xe này nữa. Đấy là do hàng hóa trên xe anh là tất cả mọi vấn đề, em không phải là cố tình. Em sẽ chấp hành cân tải trọng nếu như anh có đầy đủ về những cái yêu cầu em đặt ra. Giấy tờ nhận hàng vẫn trên xe hết đầy đủ hết đúng không? Kho mà. Rồi phiếu xuất kho vẫn đầy đủ đúng không? Đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Bốc công ty mà anh. Công ty mà. Rồi bốc ngoài đâu? Nó cân luôn. Cân luôn là cái cân của mình luôn này. Quá kéo qua đây cân luôn. Đấy, xong các anh cho các anh lấy hàng luôn. Cân luôn cho các anh lấy hàng luôn. Cân luôn. Thấy chưa? Nhất trí chưa? Như nào đánh xe như nào anh? Cho cân đây, chúng tôi cân đây hoặc các anh đánh không, xe có cân. Em không chấp hành cân nếu như anh không cho em xem cái chuyện đề. Không chấp hành cân. Đẹp trai của anh. Cười cái chuyện đẹp trai. Không chấp hành cân. Không phải là không chấp hành. Không chấp hành cân. Tôi chấp hành nếu như các anh cho tôi xem chuyện đề, kế hoạch. Chúng tôi chấp hành cân tải trọng nếu như các anh cho chúng tôi xem chuyện đề và kế hoạch. Chuyên đề kế hoạch đấy là do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát. Kiểm tra cân. Thế bây giờ dân chúng tôi không được phép giám sát. Các anh hiểu từ nào từ giám sát không? Luật nào quy định? Các anh đang nhầm giữa quyền hạn với quyền lực đấy. Đừng đánh cháo khái niệm quyền hạn và quyền lực. Anh em lưu lại video của tôi nhá. Anh em ở nhà quay luôn lại màn hình nhá. Các anh thực thi pháp luật, các anh chưa làm đúng làm sao dân chúng tôi chấp hành đúng được. Xong là cứ vu cho chúng tôi là không chấp hành. Các anh đã làm đúng chưa? Lúc đó em bị nạnh quá nên em bị gò vấp các bác ạ. Tí nữa được rồi. Không phải của những em bức con bà súc khổ lắm. À bây giờ em kết thúc nhá. Kết thúc để em lưu video không nó sập bố nó nguồn.